xác định tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Những năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pứ đã chỉ đạo công an huyện chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và phối hợp các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến tất cả các thôn làng. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền và ngăn chặn tình trạng một số người dân tộc thiểu số trốn qua Campuchia, Thái Lan với 65 đợt ở 26 thôn làng, thu hút trên 16.000 lượt người tham dự. Qua đó giúp người dân nâng cao cảnh giác về âm mưu, phương thức, thủ đoạn lôi kéo của kẻ xấu, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, không mua bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Đặc biệt, tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 do Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Nhơn Hòa phát động vừa qua, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy gạo. Cụ thể, mỗi người dân trên địa bàn khi đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhơn Hòa hỗ trợ 30 kg gạo. Theo đó, ngay tại buổi phát động đã có 12 hộ dân giao nộp 12 khẩu súng tự chế để đổi lấy gạo. Tôi được vinh dự tham gia Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do tỉnh Gia Lai tổ chức. Tôi hiểu rõ hơn những thủ đoạn, những âm mưu thông độc của các thế lực phản động nhằm mục đích gây chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân, gây mất an ninh trật tự trong buôn làng. Chúng tôi luôn luôn báo nhau và khuyến khích đồng bào cố gắng bảo vệ an ninh thôn làng để an ninh thôn làng được yên ổn. Từ việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực. Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị cho lực lượng công an phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Điển hình là từ đầu năm đến nay, từ nguồn tin của người dân, lực lượng công an huyện đã điều tra, làm rõ 18 trên 19 vụ hình sự. Tỷ lệ khám phá án đạt trên 94,7%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, góp phần bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm và tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tự quản an toàn giao thông các xã thị trấn, phát hiện 1.152 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.080 trường hợp với số tiền trên 891 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 89 trường hợp, tạm giữ 204 xe mô tô và 174 giấy tờ xe các loại. Công an thị trấn phát động và tham mưu cho ủy ban, cho ban chỉ đạo phòng chống tội phạm toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Nhân Hòa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trên địa bàn thị trấn tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Qua đó, lực lượng công an tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm như tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, tội phạm trộm cắp, tội phạm ma túy. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả, không thể không kể đến vai trò của các tổ tự quản về an ninh trật tự ở các thôn làng, đặc biệt là 9 mô hình ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh ở các xã thị trấn đã giúp phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Tiếp tục hướng dẫn công an các xã thị trấn tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 để thực sự đưa ngày hội đến với tất cả nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời thì đôn đốc hướng dẫn công an các xã thị trấn tổ chức tốt diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân để người dân đóng góp được ý kiến, xây dựng lực lượng công an xã trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Và nhiệm vụ quan trọng là phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện cũng như của xã xây dựng các cái mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có thể nói, nhờ triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Chư Pứ đã mang lại hiệu quả
trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ngay từ cơ sở, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.